Dung xin kính chào quý khán thính giả và thưa quý vị, ngày 20 tháng 7 vừa qua đánh dấu 70 năm cuộc di cư vĩ đại của người miền Bắc, và họ đã dứt khoát bỏ quê hương hàng ngàn năm mồ mả, gia tiên, và trong nhiều trường hợp đã bỏ cả cha mẹ, gia đình để mà đi vào miền Nam năm 1954 sau khi Hiệp định Geneva được ký kết. Và ngày hôm nay trong chương trình Mỗi tuần một sự kiện với tiến sĩ Phan Quang Trọng, chúng tôi xin được ôn lại biến cố quan trọng này để mà sự thật về cuộc di cư không bị mai một, và cũng để tri ân những cái thế hệ người miền Bắc di cư đi trước cũng đã can đảm bỏ lại đằng sau miền Bắc thân yêu vì cái lý tưởng tự do và góp phần xây dựng một miền Nam trù phú và dân chủ. Kim Dung kính mời quý vị cùng theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Phan Quang Trọng. Mình Kim Dung xin hân hạnh kính chào anh Phan Quang Trọng. Vâng, xin thân chào Kim Dung và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa với anh, mặc dù đã có hàng triệu nhân chứng về cuộc di cư, và trong đó cũng có nhiều tư liệu lịch sử về cái cuộc di cư ra đi vì tự do vĩ đại này, nhiều sử gia Tây phương thiên tả như là ông Bernard Ford hay là Chester Cooper cũng đã nhai đi nhai lại các luận điệu xuyên tạc của Hà Nội, đã cho rằng là đồng bào miền Bắc di cư vì là họ bị cưỡng ép hay là bị chính phủ ông Ngô Đình Diệm và cũng như là CIA của Mỹ tuyên truyền lừa dối, và bằng cách lợi dụng đức tin công giáo của họ như là Chúa và Mẹ cũng đã vào miền Nam. Nhiều cái luận điệu còn cho rằng là Mỹ đã lợi dụng cái nỗi lo âu về chiến tranh lan rộng của người miền Bắc, mà Mỹ đã phao tin đồn là sẽ thả bom nguyên tử xuống miền Bắc như là đã làm ở Nhật Bản trước đó. Như vậy anh có thể nhắc lại cái bối cảnh chính trị và xã hội cũng như là quân sự đã giúp gần 1 triệu người miền Bắc quyết định di cư vào miền Nam vào năm 1954. Kính mời anh. Vâng, thưa quý vị và Kim Dung, từ khi hai miền Nam Bắc bị chia cắt năm 1954 cho đến ngày nay, chúng ta vẫn còn nghe được những cái luận điệu từ nhà cầm quyền Hà Nội, và nhất là những người cầm bút làm việc cho họ, đưa ra những cái nguyên nhân không thuyết phục về cuộc di cư vĩ đại năm 1954 nhằm che giấu đi một cái giai đoạn lịch sử đen tối do người Cộng sản gây nên. Họ đưa ra những cái luận điệu như là người Mỹ hỗ trợ cái cuộc di cư với cái mục đích là để biến miền Nam thành một cái căn cứ quân sự phục vụ cho cái chiến lược toàn cầu của họ sau này. Rồi nào là phe quốc gia Mỹ, Pháp đưa ra những cái tuyên truyền bóp méo về sự thật về Cộng sản đã gây hoang mang, sợ hãi trong dư luận quần chúng để kêu gọi họ di cư. Nào là do chiến tranh, rồi nạn đói, rồi kinh tế khó khăn đã buộc người di cư phải đi tìm cái nơi thuận lợi hơn. Hay là ngay cả họ cho rằng giáo hội công giáo và các tu sĩ đã khuyến khích giáo dân công giáo di cư để giữ đạo và để tránh cái cuộc trả thù vì họ hợp tác với Pháp. Rồi họ còn tự biện minh là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó có quá nhiều việc nên đã không kịp thời có cái chính sách và biện pháp thích ứng để giải độc dư luận, vân vân. Và gần đây qua những cái tài liệu nghiên cứu về cải cách ruộng đất do các giáo sư trẻ tại Hoa Kỳ, chúng ta đã thấy cái cuộc cải cách ruộng đất chính là cái lý do đã đẩy số đông người miền Bắc di cư vào miền Nam. Và chúng ta biết là cái cuộc cải cách ruộng đất diễn ra rất là đẫm máu tại nông thôn miền Bắc, được phát động từ năm 1953 mãi cho đến năm 1956. Thưa quý vị, người dân miền Bắc, nhất là nông dân tại nông thôn, đã được chứng kiến về cuộc cải cách ruộng đất và đã thực sự thấy và hiểu được một chính sách thâm độc đến mức man dợ nhằm san bằng mọi khác biệt, phá tan mọi truyền thống làng xã lâu đời của người Việt, nhằm chuẩn bị đưa cả nước theo con đường chủ nghĩa xã hội đã được cố vấn Trung Cộng chỉ dẫn với sự cho phép của Liên Xô lúc đó. Rồi cái lý do kế tiếp là cái việc lực lượng quân sự quan trọng của Pháp bất ngờ rút khỏi vùng châu thổ phía nam của sông Hồng để tập trung bảo toàn lực lượng và vũ khí quân dụng trong khi Hiệp định Geneva đang diễn ra cũng là một cái nguyên nhân quan trọng. Vì chúng ta biết cái vùng châu thổ này là nơi đa số người nông dân, đặc biệt là người công giáo sinh sống, nên khi người Pháp rút lui thì phải nói là đã tạo nên một làn sóng di cư bắt đầu trước khi cả khi cái Hiệp định Geneva được ký kết. Và sau cùng, khi Hiệp định Geneva được ký kết thì cuộc di cư mới thật sự bắt đầu trước cả khi đó.
và kéo dài hơn 300 ngày trong cái thời gian được hiệp định cho phép. Thưa quý vị, việc cho cái cuộc di cư xảy ra là do tuyên truyền của Mỹ hay là của phía quốc gia không có cơ sở, vì ngay cả trong cái cuộc chiến Đông Dương kéo dài 9 năm, đời sống nông thôn miền Bắc lúc đó rất khó khăn. Bao nhiêu người dân có thể tản cư khỏi cái vùng đang có chiến tranh, rồi họ lại quay trở về quê hương, chứ không ra đi như năm 1954. Một điều không thể chối cãi là người nông dân Công giáo miền Bắc đã ý thức và tự nguyện chủ động ra đi, từ bỏ quê hương, từ bỏ ruộng vườn, mồ mả gia tiên, chứng tỏ là họ đã khôn ngoan, đã chủ động trong cái việc lựa chọn con đường dẫn đến nơi họ được có tự do và các quyền của con người căn bản được tôn trọng. Thưa Kim Nhung. Vâng, thưa với anh, cái điều 14 đi Hiệp định Geneva đình chỉ chiến sự quân địa quy định đó là trong cái thời gian mà từ khi hiệp định có hiệu lực cho đến ngày hoàn thành việc chuyển quân, nếu như mà có thường dân ở một khu kiểm soát của bên này muốn sang ở vùng giao cho bên kia, thì nhà chức trách của khu khu trên phải cho phép và giúp đỡ cái sự di chuyển đó. Và cái hiệp định cũng đã giới hạn lúc đầu đó là 300 ngày để mà đồng bào cả hai bên ở vĩ tuyến 17 được quyền lựa chọn miền Bắc hay miền Nam để mà sinh sống. Và chúng ta thấy là trong cái thực tế nói thì dễ, nhưng mà đồng bào miền Bắc muốn di cư vào miền Nam cũng gặp rất là nhiều những khó khăn sau khi mà quyết định di cư vào Nam, và nhất là những đồng bào mà sống ở xa Hà Nội và Hải Phòng. Đây là hai nơi mà có cái sân bay hay là hải cảng cũng như là phương tiện do người Pháp cũng như là Mỹ cung cấp để mà đưa họ vào miền Nam. Như vậy thì anh có thể tóm tắt cái diễn tiến cuộc di cư và nhất là cái hành trình vào Nam của người dân miền Bắc ở sống ở tại nông thôn hả? Mời anh. Đúng thế, thưa Kim Dung và thưa quý vị. Chúng ta gọi chung là cuộc di cư năm 1954, nhưng nhiều nhà phân tích đã chia cái hành trình hơn 300 ngày đó thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là khi các đồng bào tản cư từ các nơi về vùng quốc gia do người Pháp kiểm soát. Giai đoạn 2 là cái giai đoạn người di cư đến Hà Nội, đến cảng Hải Phòng, đến cảng Đồng Hới, rồi theo con đường hàng không và hàng hải do chính phủ Pháp và Hoa Kỳ giúp đỡ để vào Nam. Trong đó phải kể những người di cư vượt biển, vượt sông Bến Hải bằng phương tiện riêng. Và cuối cùng là giai đoạn định cư tại miền Nam, từ các trại tị nạn đến cái vùng đất được chính phủ chỉ định để xây dựng những cộng đồng định cư vĩnh viễn. Và thưa quý vị, trong giai đoạn 1, do ảnh hưởng của chiến tranh Đông Dương thứ nhất, đã có một làn sóng người tản cư từ vùng do Việt Minh kiểm soát đến những nơi an toàn hơn. Người dân tập trung vào các vùng như là Bùi Chu, Phát Diệm, Nam Định, Phủ Lý. Và sau khi Pháp thất thủ tại Điện Biên Phủ và nhanh chóng quyết định rút quân khỏi vùng phía Nam châu thổ sông Hồng, rồi tiếp đến là cái việc ký kết Hiệp định Đình Chiến năm 1954 đã dẫn đến cuộc tản cư tiếp theo từ những vùng an toàn nêu trên đến Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Hới và bắt đầu mở đầu cho giai đoạn di cư thứ hai. Các chuyến bay di cư sớm nhất do người Pháp đảm trách để chuyên chở binh sĩ và gia đình của họ vào Nam. Theo tài liệu của nhà văn Nguyễn Văn Lục, người Pháp giúp di chuyển bằng đường hàng không và tàu biển số lượng gần nửa triệu người di cư. Dân chúng trong cái vùng Pháp kiểm soát trước đây như là Hưng Yên, Bắc Ninh, Sơn Tây có thể theo đường bộ ra Hải Phòng. Còn các tỉnh phía Nam ở trong miền Bắc lúc đó thì dân di cư không dễ thoát ra Hải Phòng bằng đường bộ hoặc đường biển. Vì vậy đã có nhiều cuộc đàn áp, thảm sát người dân muốn di cư vào Nam tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong các vụ cho đến ngày nay chúng ta còn nghe đến như là Cựa Gà, Sa Châu, Trà Lý, Ba Làng, vân vân. Chính vì vậy, ngày 6 tháng 8 năm 1954, ông Ngô Đình Diệm lúc đó là thủ tướng đã gửi văn thư yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cung cấp viện trợ và phương tiện để di chuyển người di cư từ Bắc vào Nam. Và chính phủ Hoa Kỳ lúc đó đã đồng ý cung cấp cho chính phủ Việt Nam phương tiện để di tản đồng bào muốn di cư ra khỏi vùng mà sau này sẽ trao lại cho Việt Minh. Và chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ của ông Ngô Đình Diệm để đáp ứng một cách hữu hiệu nhu cầu của người dân di cư. Chúng ta thấy lúc đó các tàu đổ bộ thuộc hạm đội Tây Thái Bình Dương đã vào cảng Hải Phòng và các cảng ở miền Trung như là Đồng Hới để di tản người di cư. Và nhờ vậy có hơn 300.000 người di cư do Hải quân Mỹ đảm trách theo kế hoạch có tên là Operation Passage to Freedom.
Và thưa quý vị, trong giai đoạn định cư thứ ba, thì đầu tháng 8 năm 1954, chính phủ miền Nam Việt Nam đã thành lập Sở Di cư để lo liệu cái việc tản cư, tiếp cư và định cư gần 1 triệu đồng bào di cư miền Bắc. Nhưng vì sau vì cái phong trào di cư bùng nổ quá lớn, chính phủ đã phải thành lập Phủ Tổng ủy Di cư Tị nạn để phụ trách công việc này. Và kết quả đã được đi đến cái việc định cư của gần 1 triệu người di cư tại miền Nam trong các trại định cư từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Tổng cộng có hơn 300 trại định cư được thành lập. Tôi Kim Nhung. Quý khán giả vẫn đang theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Phan Quang Trọng trong mỗi tuần một sự kiện. Kim Nhung xin phép để vào một số thông tin thương mại sẽ trở lại ngay với quý vị trong chương trình mỗi tuần một sự kiện của The Kim Nhung Show. Chương trình The Kim Nhung Show được bào trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cua Canada. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. Wow, tươi quá. Quầy rượu đấu hiệu whisky cầu nhắc nè. Và đủ các loại bia. Ngay trung tâm Lido Sài Gòn. Superman. Được bớt 5.000 đồng tặng thêm ghế massage. Teletron Eden Center Washington DC, điện thoại 703-237-8999. Trang nhà teletronusa.com. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, buổi nói chuyện với tiến sĩ Phan Quang Trọng nhân cái kỷ niệm đánh dấu 70 năm cuộc di cư vĩ đại từ miền Bắc vào miền Nam vào năm 1954. Thưa anh, trở lại thì tính cho đến đầu năm năm 1956 thì có khoảng 927.000 người di cư vào Nam, và trong đó đã có 794.000 giáo dân Công giáo. Cái việc định cư gần 1 triệu đồng bào vào Nam theo cái tỷ số là chiếm khoảng 8% dân số miền Nam lúc đó. Đây là một cái vấn đề nan giải cho một chính phủ cũng như là mới vượt được thành lập một chính phủ mới. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng mà đồng bào cũng như là chính phủ miền Nam cũng đã thành công trong cái việc tái định cư người di cư miền Bắc. Như vậy anh có thể cho một cái nhận xét của anh về cái tình nghĩa của người miền Nam và công lao của chính phủ để nhất Cộng Hòa trong một cái công tác mà phải nói là không ai hay không có ai hoặc là một cái tổ chức Việt Nam nào lúc đó có một cái kinh nghiệm định cư một cái lượng người di cư rất khổng lồ này. Kính mời anh. Vâng, thưa Kim Nhung và thưa quý vị, nếu chúng ta có dịp đọc lại những hồi ký, những nhật ký của người di cư, chúng ta sẽ thấy ngay cái tinh thần tương thân tương ái của người miền Nam đối với người di cư miền Bắc. Thật sự đa số trong họ, những người miền Nam không giàu hơn người di cư bao nhiêu, nhưng họ đã không ngại chia sẻ cơm áo, nhà cửa với người di cư. Về phía các chính phủ thì chúng ta phải
nói đến chính phủ Hoa Kỳ, rồi chính phủ Pháp. Chính phủ Pháp đã đưa hơn nửa số lượng người di cư vào miền Nam. Còn chính phủ Hoa Kỳ đã viện trợ và giúp đỡ quân đội Pháp, ngoài cái việc giúp họ rút lui khỏi miền Bắc, lại giúp cái việc di cư và đặc biệt dùng phương tiện và tài chánh sẵn có để giúp người Việt Nam. Và theo nhiều nhân chứng, những con tàu hải quân, hay còn gọi là các tàu há mồm, đã được tính toán từng chi tiết, và sự đón tiếp của họ rất là chu đáo mà cho đến ngày hôm nay nhiều người di cư vẫn còn nhớ đến. Trên bình diện quốc gia thì chúng ta, những người di cư, không thể nào phủ nhận công ơn của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính phủ đệ nhất Cộng hòa lúc đó. Trước vấn nạn di cư, ông Diệm đã ra Bắc để vận động với người Pháp để tìm phương tiện đưa người miền Bắc vào Nam. Sau đó ông còn liên lạc với chính phủ Hoa Kỳ lúc đó để xin viện trợ và đặc biệt xin họ giúp đưa người miền Bắc vào miền Nam. Và chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận và gửi lực lượng hải quân tại Thái Bình Dương lo liệu cái việc di chuyển người miền Nam. Và khi cái cuộc di cư bắt đầu thì Tổng ủy di cư tị nạn được thành lập và phụ trách định cư hơn gần 1 triệu người di cư miền Bắc. Một sự kiện mà chúng tôi vừa đọc được trên Việt Catholic của ông Trần Vinh viết, bài báo được đăng vào tháng 7 năm 2024, đã nhắc đến công lao của các linh mục công giáo và các cộng tác viên có học, có tâm đã giúp dân di cư công giáo ổn định đời sống. Chúng ta biết là ngoài thành phần ưu tú tự lập không sống trong các trại định cư, có hơn từ 70-80% người công giáo trong con số di cư trên 900.000 người. Thì đa số những người công giáo này, thưa quý vị, họ là những người nông dân, những ngư dân, nhưng may mắn lại được các linh mục quản sứ, được giáo hội công giáo đào tạo một cách bài bản, hiểu biết, có trách nhiệm, có đầu óc tổ chức lãnh đạo. Chính những linh mục này đã giúp lo cho đời sống tinh thần và vật chất của những người di cư công giáo. Và trong cái nhiều hoàn cảnh, các linh mục quản sứ này đã trở thành những người lãnh đạo trong các trại định cư, lo đến cái việc hành chánh và vật chất, cho đến mãi tháng 4 năm 1956, khi giám mục Phạm Ngọc Chi đứng đầu Ủy ban hỗ trợ định cư công giáo, yêu cầu các linh mục chuyển giao cái công việc hành chánh lại cho dân chúng, thì lúc đó họ mới chấm dứt cái việc lãnh đạo hành chánh các nơi định cư để lo việc phục vụ. Nhưng đóng góp của các linh mục quản sứ này không dừng ở đó, thưa quý vị. Ngày nay trên khắp nẻo đường của miền Nam, phần lớn các giáo xứ di cư vẫn còn tồn tại và trù phú, có thể nói hơn cả những cộng đồng khác. Đây là một cái minh chứng cho sự đóng góp của các linh mục quản sứ được ông Trần Vinh vinh danh trong bài báo nói trên, thưa Kim Nhung. Thưa anh, ngoài lòng biết ơn của thế hệ di cư thứ hai, thứ ba, cũng như là những bậc sinh thành như là thế hệ của anh Trọng cũng như là Kim Nhung, biến cố di cư năm 1954 có thể nói đã làm thay đổi một phần lịch sử, không chỉ là từng gia đình người di cư, mà của một cộng đồng và trên cả bình diện quốc gia, và nhất là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Và lúc đó trong nhiều mặt như là chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa v.v. Nhìn lại cái biến cố này sau năm 70 năm, ngoài cái tinh thần tri ân thì chúng ta thấy được những cái đóng góp mà của người di cư ở miền Bắc và tìm được những cái ý nghĩa trong cái biến cố di cư năm 1954. Như vậy thì anh có thể cho một phần kết luận trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và thưa Kim Nhung, cái cuộc di cư tị nạn Cộng sản năm 1954 đã đưa vào miền Nam gần 1 triệu đồng bào miền Bắc. Trong số này có hơn 200.000 quân nhân, công chức và dân của các thành thị. Phải nói đây là một cái lực lượng ưu tú đã cung cấp cho miền Nam nhiều tài năng, học thức, và họ đã đóng góp xuất sắc trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quân sự, văn hóa, giáo dục, đến văn học, nghệ thuật, kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật. Hầu như trên rất là nhiều mọi mặt đều có sự đóng góp của người miền Bắc sau năm 1954. Và nếu chúng ta xem lại những cái đánh giá độc lập, thì chúng ta thấy cái sự hình thành và phát triển chưa từng có trong lịch sử tại miền Nam về mọi khía cạnh. Như chúng ta đề cập ở trên, chỉ trong một cái giai đoạn rất ngắn là có 20 năm, từ năm 1954 đến năm 1975. Nền giáo dục văn học miền Nam đã phát triển toàn diện,
nhờ được sinh ra trong cái bầu không khí tự do của miền Nam, nhưng lại được tiếp sức, được nuôi dưỡng bởi cái nền văn học lâu đời từ người Bắc di cư vào Nam. Và đặc biệt là cái việc mở ngõ của chính phủ miền Nam lúc đó để đón nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ, triết lý của phương Tây đã đem đến cái sự phong phú của văn học, văn hóa của miền Nam trong những thập niên 50 cho đến 70. Thưa quý vị, cuộc di cư năm 1954 đã ghi dấu trong lịch sử Việt Nam không thể nào phai nhòa được. Nó đã khẳng định cái ranh giới giữa người Cộng sản Việt Nam với những người Việt quốc gia để hình thành một cái nền đệ nhất Cộng hòa, dân chủ, tự do, nhân ái. Mặc dù giai đoạn đầu như chúng ta đã thấy có biết bao nhiêu khó khăn, và sau đó lại có cái cuộc xâm lăng của người Cộng sản miền Bắc và miền Nam. Nhìn lại về phía miền Bắc thì chúng ta thấy nhà cầm quyền Cộng sản lại tiếp tục cái công cuộc cải cách ruộng đất cho mãi đến năm 1956. Qua đó họ đã phá vỡ một cái xã hội ngàn năm từ văn hóa, tôn giáo, tôn ti, từ khắp nông thôn đến thành thị, tìm đủ mọi cách để bần cùng hóa cả dân tộc Việt Nam, đã lộ ra cái bản chất độc tài, chuyên chính vô sản và cái việc quyết tâm theo đuổi cái con đường xây dựng một xã hội cộng sản tại Việt Nam. Nếu chúng ta nhìn lại cuộc di cư của những người miền Bắc thì chúng ta thấy, thưa quý vị và Kim Nhung, là một cái sự lựa chọn đúng đắn và dũng cảm. Họ đã dứt khoát rời bỏ quê hương, nơi tổ tiên của họ đã bao đời sinh sống. Họ ra đi như một cái khẳng định quyết liệt, vì họ biết là không thể sống chung với Cộng sản. Và phải nói là họ đã biết trước là cái cuộc di cư vào Nam là một cái hành trình đầy khó khăn, bước đầu nơi đất khách, lập một quê hương, một nơi định cư mới. Nhưng nơi đó họ biết là họ sẽ được có tự do, hạnh phúc, và nhất là các quyền tự do căn bản của họ được tôn trọng. Và trong tinh thần này, chúng tôi thấy lại cái biến cố 1975 của hàng triệu người Việt Nam lại dấn bước ra đi tìm tự do từ một những cái nơi xa xôi hơn nhiều. Có thể đó chính là do cái căn bản đã được lựa chọn từ năm 1954. Vì vậy, họ không khó khăn gì khi phải lựa chọn ra đi lần nữa sau năm 1975 cho mãi đến ngày hôm nay. Và đó chính là lý do chúng tôi xin được tri ân tinh thần di cư 1954 của những người đi trước. Xin cảm ơn Kim Nhung và quý vị. Vâng, Kim Nhung xin tạm ngưng buổi nói chuyện nơi đây và xin cảm ơn anh. Sẽ hẹn gặp lại với anh vào lần nói chuyện kế tiếp. Mời anh gửi lời chào đến quý khán giả. Vâng, xin kính chào cô Kim Nhung và quý vị. Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn các khán giả cũng đã theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Phan Quang Trọng trong mỗi tuần một sự kiện, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần tới trở lại với cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Kính mời, kính cảm ơn quý vị. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cu Canada. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. ABC, wow, chợ lý tưởng của tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cô nhắc nè, và đủ các loại bia. ABC, chợ lý tưởng của người Việt Nam, ngay trung tâm Lido Sài Gòn. ABC Supermarket.